Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước mùa mưa lũ, chiều ngày 21 tháng 8, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Thanh đã đi kiểm tra các điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở tại xã Tân Phúc. Theo lãnh đạo xã Tân Phúc, gần đây tại khu vực đồi Nan Lo thôn Tân Lập xuất hiện tình trạng sụt lún, sạt lở đất. Tình trạng sạt lở trở nên nghiêm trọng hơn trong thời điểm mưa lớn kéo dài, gây nguy hiểm cho người dân sinh sống tại khu vực này. Khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại thôn Tân Lập có một điểm trường mầm non phục vụ chăm sóc trên 70 học sinh bị ảnh hưởng và 7 giáo viên, có 18 hộ dân, 71 nhân khẩu, trong đó có 4 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp có nguy cơ cao cần phải tiến hành di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã tiến hành tuyên truyền vận động người dân sinh sống tại khu vực sạt lở sụt lún, nêu cao cảnh giác và sẵn sàng di dời sang nơi ở mới an toàn hơn, đồng thời đề xuất xây dựng kè chắn xung quanh khu vực sụt lún để đảm bảo an toàn cho người dân khu vực xung quanh trước mùa mưa bão. Sau khi nắm tình hình cùng nhân dân và lãnh đạo xã Tân Phúc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Thanh đã chỉ đạo địa phương cần khẩn trương thực hiện các phương án, sẵn sàng di dời các hộ dân có nguy cơ cao bị sạt lở, tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác trước thiên tai, đặc biệt là nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại các khu vực triền núi. Qua đó, đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng nghiêm túc phê bình chính quyền địa phương vì để xảy ra tình trạng hộ dân tiếp tục xây dựng nhà kiên cố ngay trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng cho biết, huyện sẽ sớm đề xuất với UBND tỉnh để tiến hành xây dựng kè chắn, bảo vệ tại khu vực xảy ra sụt lún và có nguy cơ sạt lở cao để đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực này.